UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Đó là đi học về các cái chuyện khác thì đến khi thay đồ. Rồi cái chỉ than là chỉ đau nửa người, giống như bệnh của em vậy, từ đầu tới chân tới tay một bên hết như này. Cái xong rồi lúc đo đồ xong cái em kêu thôi để em đặng gì cho chị thử. Cái ngồi cái em xoa bóp từ đầu tới tay vai gái rồi chân tay giống bài em học vậy, em làm hết rồi bài lưng đồ nữa. Xong lúc mà mới làm bơm máu không á thì chỉ co hai bàn tay gì nè, cái chị mới nói chứ ủa sao nó bình thường giống tay bên đây vậy, sao nó cũng còn đau vậy, chứ em chưa chữa chị đâu, em mới có xoa bóp ra. Cái sao chị nói ủa vậy hả, cái hơi nữa em làm hết cái phần trên á, chị nói ủa sao mà giống bình thường quá, không có bị bệnh lúc nào vậy. Chị mới đi nhập bệnh viện vậy là do chị đau trên đỉnh đầu á, mà vô lúc bác sĩ kêu chụp CT cái gì trên đầu á thì chỉ do chị có thăng xong á, chị sợ quá cái máu nó lên thế là bác sĩ cho nhập viện luôn. Chị nói là chị ở bệnh viện mới về mỗi ngày bị chích 1.2 triệu mà chẳng thấy đau, chẳng hết đau gì hết. Cái em bóp bóp cho chị thôi, cái chị nói ôi giống như có bệnh chứ là gì nè. Cái lên nó đau tới lòng chân, em chân lạnh rồi bơm máu ở dưới chân rồi xong rồi làm bóp bóng rồi á cô. Xong rồi làm một hơi cái chị đứng lên, chị đứng lên đứng xuống chị tự làm luôn. Rồi cái chị nói giống như chưa có bệnh á, thôi để chị về đi coi chị ăn cơm rồi đến tối coi coi nó còn đau không. Rồi có gì ngày nay đó chị dẫn thêm mấy người qua nói nhà em chồng chị bệnh nhiều lắm, để chị để ra làm. Thập Chỉ Đạo hay Thập Chỉ Liên Tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.